Dạ, TV256 xin mến chào quý anh chị em đến với diễn đàn nha. Chào bạn Tuấn Nguyễn. Dạ, hôm nay thì TV256 muốn chia sẻ cái đề tài gọi là cần phải thay đổi cái lòng ranh quốc cộng. Mong quý anh chị ở lại đón nghe nha. Thì trước khi muốn chia sẻ cái đề tài này thì TV cũng xin tường trình mấy cái phần tin tức một chút xíu. Là hiện tại là chúng ta có một tù nhân lương tâm vừa được thả ra tù là cũng là 2 ngày rồi. Thì anh nhạc sĩ mà Trần Vũ Anh Bình đó. Chúng ta nhớ là anh nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình và anh Việt Khang là cùng bị bắt, có thể là cùng một lúc. Thì anh Trần Vũ Anh Bình lại bị nhiều năm tù hơn, thành ra bị thả sau khi Việt Khang ra tù. Thì hồi nãy TV cũng nghe được cái cô mà Huyền Trang đó, cô Huyền Trang đó phỏng vấn anh Bình. Thì anh Bình đã kể lại trong cái chốn lao tù đó, kinh hoàng quá. Anh bị giam cầm, bị cùm đó. Có cùm ở trong tù mà một cái chân thôi. Rồi anh nói rằng là anh thì đạo Thiên Chúa phải không, đạo Công giáo, mà anh không được sử dụng cái dây chuỗi đó. Thì anh lên tiếng là coi như là tố cáo cái vấn đề mà vi phạm về cái tín ngưỡng tôn giáo ở trong nhà tù. Đối với Mỹ hoàn toàn nó không có vụ đó đâu quý anh chị em. Nếu mà người tù mà muốn mà học kinh thánh là có kinh thánh, ngay cả là có cái thư viện cho người tù có thể là đọc sách vở, rồi xem tivi, rồi tập thể dục. Chứ một cái điều mà kinh thánh mà hoặc là một cái chuỗi để mà lần chuỗi mong coi mà cũng không có được nữa. Thì chúng ta thấy nó hạn chế về cái vấn đề mà tôn giáo. Có thể cộng sản nó sợ về những người mà có tôn giáo. Rồi thêm cái tin đó là ở Thái Bình đó, tỉnh Thái Bình đó quý anh chị em, hiện tại thì có gọi là mấy ngàn công nhân rồi là đình công ở tỉnh Thái Bình. Rồi cái cuộc mà hội thảo giữa Hoa Kỳ với nhà cầm quyền cộng sản đó, thì chúng ta thấy có những điều rất là thô bỉ. Nhà cầm quyền cộng sản đưa gọi là công an, gọi là bao vây hết những cái người mà Hoa Kỳ đã mời đến để có thể làm nhân chứng, giống như là mẹ của chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng vậy, bị bao vây toàn bộ hết, không có được đi đến mà để mà tham dự cái cuộc mà hội luận như vậy. Thành ra mình thấy đây là những cái hành động rất là thô bỉ của nhà cầm quyền. Ngay cả anh Nguyễn Quang A cũng vậy, cũng bị bao vây toàn bộ hết. Và nhiều nhà dân chủ khác, nhiều nhà đấu tranh khác cũng bị. Một cái nhà cầm quyền như vậy không có xấu hổ, lạ lùng. Thời ông Obama là đã đi qua bên nước Việt Nam là cũng đã bị như vậy. Mời 16 người gọi là đấu tranh. Chào cô Hoàng Kiều Linh nha. 16 người đấu tranh mà rốt cuộc le hoa rồi là 4-5 người có thể là tiếp xúc được với Tổng thống Obama. Đây là những điều quá thô bỉ. Rồi hiện tại đó chúng ta cũng thấy vừa qua đó là có một cái cuộc mà trước quốc hội chị Nguyễn Thị gì ta,
bây giờ tự nhiên quên mất rồi. Chị Nguyễn Thị Kim Phượng. Chị Nguyễn Thị Kim Phượng là chị của anh Nguyễn Hữu Tấn mà bị cắt cổ đó, thì chị được phép là trình bày trước Quốc hội Hoa Kỳ, gọi là đó là cái buổi điều trần. Điều trần là Quốc hội Hoa Kỳ gọi là xem xét, gọi là cái nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam này nó có vi phạm về cái nhân quyền hay không, hoặc là vi phạm về tôn giáo hay không. Tại vì đó nó liên quan với vấn đề tôn giáo nữa. Cái người mà bị giết là anh Nguyễn Hữu Tấn, là một cái người là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, và ăn chay trường nữa. Ăn chay trường và chỉ bán đồ chay thôi. Rồi vụ cái anh Nguyễn Văn Thả cũng vậy. Anh Nguyễn Văn Thả cũng là người thuộc về tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo. Thành ra TV nó thấy chết chắc rồi. Thế nào nhà cầm quyền này đó cũng bị Hoa Kỳ bỏ vào cái CPC list thôi, không có cách nào hết. Tại vì anh vi phạm tôn giáo quá trầm trọng. CPC list là TV muốn cắt nghĩa cho quý anh chị em, nó nghe gọi là các quốc gia mà bị quan tâm đó, là countries of a particular concern, đó là những cái quốc gia mà bị Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ quan tâm đến, là họ có vấn đề mà tôn giáo rồi là ngăn cản cái quyền tự do tín ngưỡng. Thì khi mà nhà cầm quyền cộng sản vào mà cái CPC list á, chào bạn Khánh Hiển nha, lâu quá không gặp. Khi mà vào CPC list đó là nhà cầm quyền không có được viện trợ nữa, Mỹ không có viện trợ nữa. Sự thật là mỗi năm đó, Mỹ viện trợ có thể lên tới hàng trăm triệu đô la đó. Hàng chục triệu đô la tới hàng trăm triệu đó. Là Mỹ viện trợ thuốc men cho bệnh nhân SIDA, hoặc là nó đủ thứ cái viện trợ đó. Mà khi mà bị bỏ vào cái CPC list rồi, đó là nhà cầm quyền bị mất toàn bộ cái viện trợ như vậy. Thành ra nó thật ra đó, nhà cầm quyền cộng sản đó, nó không bao giờ nó lo cho người dân đó. Nếu mà nó nhận viện trợ đó là coi như nó mất cái mối rồi, đại khái là nó không có cái viện trợ này là không qua bàn tay nó, mà bàn tay nó thì chúng ta biết là rất là nhám nhúa, chỗ nào nó cũng thập tay vô tham nhũng được hết. Bữa nay ăn cắp tiền bạc của dân, ăn cắp tiền bạc của những người mà nạn nhân như vậy, nó sẵn sàng nó làm những cái chuyện đó, đâu có chuyện gì mà nó từ bỏ được. Rồi đại khái là về thì chúng ta nghe qua những phần tin tức như vậy, rồi bây giờ chúng ta bước qua cái chủ đề là sự thật là TV256 muốn thay đổi cái lằn ranh quốc cộng. Chúng ta biết rằng hồi nào chúng ta có cái lằn ranh quốc cộng là giữa hai cái khối, cái người Việt quốc gia và cộng sản. Người Việt quốc gia thì thường là đấu tranh mang đến cái lá cờ vàng, còn bên cái khối kia là cờ đỏ sao vàng, những người mà theo chủ nghĩa cộng sản. Đại khái hồi nào vậy, giờ chúng ta có cái hai cái khối như vậy, gọi là cái lằn ranh quốc cộng, rồi là chống với nhau. Mà tại sao hôm nay là chúng ta cần phải thay đổi cái lằn ranh như vậy? Tại vì tôi thấy nó không cần thiết nữa. Mấy thằng Việt cộng này hôm nay đó, nó không phải là những tên vô sản chuyên chính như là mấy chục năm về trước, năm 1975. Nó là những thằng bận áo bỏ ngoài quần nè, không có biết thắt cà vạt nè, không có biết đi dài tay nè, mang dép râu. Nó là những thằng vô sản mà nó cầm quyền. Quý anh chị em nhớ đến những cái hình ảnh đó không? Đâu có thấy thằng nào thắt cà vạt đâu.
Hoàn toàn, nếu mà các anh bạn trẻ đó thì có thể không hiểu điều đó, không biết điều đó, nhưng mà tivi lớn tuổi rồi thì tivi 256 biết được điều đó. Họ thường thường họ bận cái áo mà thùng thình, rồi họ mang dép râu hoặc là áo bà ba, đâu có biết uống rượu Tây, đúng không? Còn bây giờ họ là những đại tư bản, chúng TV gọi thẳng là những cái tư bản đỏ, tư bản đỏ, tư bản máu đó, là họ hút máu của người dân để họ làm giàu trên xương máu của người dân. Thành ra TV gọi họ là tư bản đỏ thì cũng đúng đấy, tại vì họ gần như cái cộng sản gần như không có còn ở trong cái hình hình dáng của họ nữa. Tên nào cũng thắt cà vạt rồi bằng lá vest cơm lê, từ Nguyễn Tấn Dũng với Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc rồi đến Trần Đại Quang, tên nào cũng vậy thế, cũng vậy, là chỉnh trọng bằng áo phục, tỏ ra là cái con người đàng hoàng đứng đắn, mà họ mang đồ mất mất tiền lắm nè, đồng hồ cái gì đó mà sau này mà bà con khám phá ra có cái tên mà gì đó, tên mà trưởng mà vụ mà vậy, cái vụ mà cưỡng bức gọi là kéo sập đổ mấy cái chỗ mà bán hàng rong ở ngoài Sài Gòn đó, tên Hải đó, nó mang cái đồng hồ gọi là cả tỷ bạc đó. Cái đồng hồ với cái cell phone cũng mất tiền lắm. Đó, nó là những tên đại tư bản, nó hiện tại là nó không còn vô sản chuyên chính nữa. Rồi nó bỏ cái nền kinh tế công nông trường nữa. Hiện tại thì nó có cái vấn đề độc tài, tàn ác, tàn nhẫn với đồng bào thôi. Chứ sự thật ra cái chất cộng sản nó gần như nó không có. Nhưng mà nó rất là khốn nạn là nó vẫn giữ cái tên đảng cộng sản để nó tiếp tục quyền hành, để mà nó cai trị người dân độc đoán như vậy. Tại vì cái tên đảng cộng sản nó nằm trong cái bản hiến pháp điều 4, làm sao nó bỏ được, tuy là nó không còn thấy cộng sản nữa. Thành ra nếu mà chúng ta đó vẫn tiếp tục chia chia cái lằn ranh ra là chúng ta không đánh được nó, tại vì nó mất đi cái bản chất của cộng sản rồi, nó mất đi cái mà nền tảng của cộng sản rồi, nhưng mà nó vẫn cái bản chất độc ác đó, nó y chang như vậy đó, nó đâu có thay đổi gì đâu, nó ác lắm, nó ác kinh hoàng lắm. Chúng ta thấy mà nó giam anh Trần Vũ Anh Bình như vậy, chúng ta nó cầm một chân như vậy mà suốt bao nhiêu năm tháng như vậy, nội mà một con chó mà nó bị cầm mình cũng thấy nó khổ sở như thế nào, rồi nói gì con người, con chim nó cũng có cái tổ ấm của nó, đúng không? Mình mà mình có tội thì thí dụ mình chịu tội, mình chịu bị cầm như vậy, mình chịu bị ở tù như vậy, còn mình là một người yêu nước, Trần Vũ Anh Bình là người yêu nước, Việt Khang là người yêu nước. Nếu mà không yêu nước không bao giờ mà có nhiều đạt được hai bản nhạc mà hay tuyệt vời như vậy. Việt Nam tôi đâu và anh là ai, hai cái bản nhạc là nó được ca toàn khắp thế giới luôn, từ cái em bé cho đến những người già đều ca cái bản đó, tại nó quá hay và nó đúng trong cái tâm trạng, cái lịch sử của đấu tranh của quê hương mình. Nó biết rằng là trước sau gì sẽ lọt vào tay của thằng Tàu, thành đã có cái bản nhạc Anh Là Ai như vậy. Anh là ai mà đạp cái mặt tôi như vậy, mà đó là những cái hình ảnh thật sự mà chúng ta thấy ở trên trong cái cuộc biểu tình, mà những tên công an mà đạp vào mặt của người dân như vậy, 4 5 tên công an mỗi đứa nắm một tay một chân, còn
tên công an mà đứng ở trên xe bus ấy, đạp vô mặt người dân, kinh hoàng không? Mà những người dân đó là những người yêu nước rồi, họ đâu có tội gì đâu, họ biểu tình, họ chống giặc Tàu mà giặc Tàu là đang gọi là cưỡng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, thì làm sao mà họ có tội được? Chỉ vì hai bài hát yêu nước như vậy mà phải bị cầm tù suốt 5 năm trời. Còn anh Bình đó bị tới 7 năm kinh hoàng. Cái chế độ nó tội ác, nó man rợ. Thành ra ngày hôm nay TV256 muốn vạch ra cái lằn ranh đó, xóa bỏ cái lằn ranh quốc cộng đi, không thấy nó là cộng sản nữa. Ở trong nó thì cái đảng cộng sản nó còn đó thì quyết đánh tới cùng, làm sao nó giải tán cái đảng cộng sản thôi. Nhưng mà phải đổi xe một cái rằng ranh, đó là người yêu nước. Người yêu nước là những người biểu tình nè, những người giống như Trần Vũ Anh Bình nè, những người như Việt Khang nè, đó là những người yêu nước, những người đấu tranh cho lá cờ vàng. Lá cờ đó là được công nhận là lá cờ tổ quốc, lá cờ vàng ba sọc đỏ. Những người đứng dưới lá cờ vàng đó là những người yêu nước. Và chúng ta vạch ra cái lằn ranh như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy được nó đối kháng với cái bọn phản quốc. Một cái bên là yêu nước, một bên là phản quốc, thì chúng ta nhìn ra rõ lắm, chúng ta thấy ai là phản quốc. Cái tên nào á mà còn là đảng viên của đảng cộng sản là cái tên phản quốc, và tội cái phản quốc là cái tội nặng nhất ở trong cái hiến pháp, dù là hiến pháp của Việt Cộng nói là tội phản quốc. Thành ra chúng ta đó phải vạch ra cái lằn ranh đó thì bọn cộng sản nó sẽ không chạy đi được hết, nó không chạy đâu được hết đó, nó phải đứng về phía của người dân thôi. Nó không đứng với người phía người dân là nó phản quốc. Ví dụ bây giờ chúng ta có một cái đoàn biểu tình mà chúng ta biết rằng chúng ta là những người yêu nước, chống giặc Tàu, biểu tình chống giặc Tàu, chống Formosa, đòi phải đuổi Formosa ra khỏi nước. Chúng ta là những người yêu nước, chúng ta khẳng định điều đó. Thì những người mà đánh chúng ta, những người đánh đập chúng ta, những người bỏ tù chúng ta, đó là bọn phản quốc, khẳng định cái điều đó. Thành ra khi mà anh đụng đến những người dân như vậy là anh là người phản quốc. Rõ như vậy thì chúng ta sẽ thấy được cái nhóm người phản quốc là nó như thế nào. Người phản quốc đó là nó không có tổ quốc. Bọn phản quốc là bọn chỉ in tiền gọi là Hồ Chí Minh. Khi mà nó in tiền Hồ Chí Minh đó mà nó gọi là xa lánh cái quá khứ anh hùng của tiền nhân của mình, tổ quốc của mình nó nằm đó. Đâu phải là mình mới có đất nước đây mà mình có từ 5.000 năm rồi. Mình có Hai Bà Trưng, mình có Lê Lai, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, mình có Nguyễn Huệ, biết bao nhiêu anh hùng mà dựng nước và giữ nước chứ vậy. Chứ đâu phải chỉ có Hồ Chí Minh. Nếu mà thành ra đó, người ta nói cái thằng cộng sản đó nó vô tổ quốc là vậy, nó không có tổ quốc. Thành ra đó nó là bộ phản bội tổ quốc, nó thẳng ra như vậy. Và nó cho cái nó đó, tổ quốc nó là Tổ quốc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa. Nó nói như vậy trên tất cả các văn bản mà chúng ta thấy đó, những cái bộ cầm quyền đó nó đưa trên mặt báo, nó hay nói chuyện trước dùng chúng là Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa, chứ không bao giờ nó nói rằng là Tổ quốc Việt Nam đâu. Lâu lâu thì có cái thằng nó nhập nhằng như vậy,
Nhưng mà chúng ta phải khẳng định, thằng nào mà nói rằng là Tổ quốc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa là thằng đó phản quốc. Phải công nhận đây là Tổ quốc Việt Nam. Thằng nào mà lạng quạng để là Tổ quốc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa là phải nói nó là thằng này là phản quốc. Việt Nam chúng ta hiện tại đó chỉ có một tổ quốc duy nhất. Một tổ quốc duy nhất gọi là Tổ quốc Việt Nam, chứ không có phải gọi là Tổ quốc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa gì hết á. Thằng đó, thằng nào mà nó nhận cái tổ quốc đó là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa thì chúng ta khẳng định ngay là cái thằng này phản quốc. Và chúng ta đặt câu hỏi với nó, tổ quốc này là gì? Tổ quốc này là tên gì? Thằng mà nói Tổ quốc Việt Nam thì mình còn thông cảm được, thì mình biết có thể nó nói láo. Thằng nào mà đảng viên Đảng Cộng sản đó, nó thề đó là trung thành với đảng, tuyệt đối trung thành với đảng, thì mình biết ngay cái thằng này là phản quốc. Tại vì mình khẳng định cái tổ quốc của mình là trên hết. Mà anh trung thành với đảng thì anh là phản quốc rồi. Bất cứ thằng nào đảng viên Đảng Cộng sản đều là phản quốc. Mà phải nói khẳng định như vậy. Thành ra đó, anh lựa chọn đi. Anh còn nằm trong đảng tức là anh phản quốc. Mà tội phản quốc là nặng nhất. Tội phản quốc là phải sử dụng những cái chính sách được. Kế sách thôi chứ không phải chính sách. Kế sách là ba sạch đó. Phải áp dụng cái ba sạch của chị Lisa Phạm đó. TV cũng đồng ý đó. Khi mà cái đất nước ta đó mà chưa có giải thể được cái chế độ cộng sản, chưa có làm cho nó sụp đổ được, thì chúng ta phải có những cái biện pháp hơi mạnh mẽ như vậy, bắt buộc thôi. Còn khi mà chúng ta thành công rồi đó, thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta phải, người Việt Nam có cái lòng nhân từ, chứ không phải là tàn ác như là cộng sản. Tại vì nó mang theo cái chủ nghĩa tàn ác, tất cả đều là đạo nhân của cộng sản đó. Chúng ta không bỏ tù một ai hết. Nếu mà thành công đó, còn hiện tại đó chúng ta phân biệt cái lằn ranh như vậy để chúng ta nhìn thấy rõ cái những thằng đó là những thằng phản quốc. Nói thẳng ra là những thằng phản quốc thôi, dựa theo cái lằn ranh đó. Anh nằm trong đảng cộng sản là anh phản quốc, anh đánh danh là anh phản quốc, anh bỏ tù danh là anh phản quốc, anh công hòa nhận là Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa gì là anh phản quốc. Còn cái gì nữa không? Còn cái gì có thể gọi là phản quốc nữa không? Anh là đảng viên là phản quốc. Mình suy nghĩ ra, yêu nước mà yêu gọi là xã hội chủ nghĩa là phản quốc đó. Tại vì mới hồi xưa mà mới sau năm 75 đó, Việt Cộng mới vào nó cái cơ bản đầy hết đó. Yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa. Yêu nước thì kỳ ấy. Sự thật đó, nó đã xảy ra từ hồi năm 1956 rồi. Hồi mà 26 tới tháng 12 năm 1956 rồi. Nó đã xảy ra là Hồ Chí Minh viết một cái bài báo mà trên báo mà Cách mạng Đồng Minh Hội. Hồ Chí Minh nói là cần phải tiêu diệt chủ nghĩa ái quốc. Khốn nạn lắm. Thành ra nó sau này nó mới dựa theo Hồ Chí Minh đó, để mà nó có là yêu xã hội chủ nghĩa, tiêu diệt chủ nghĩa ái quốc. Cái đó có ở trên cái bài báo của là tạp chí Việt Nam Cách mạng Đảng vào ngày 26 tháng 12 1956,
TV viết ra đây để mà không có quên được. Gọi là tiêu diệt cái chủ nghĩa ái quốc. Kinh hoàng. Ai mà yêu mến cờ đỏ sao vàng. Tại vì khi mà mình đã vạch ra lòng ranh rồi đó, mình thấy rõ đó, cái tên nào đó mà cầm cờ đỏ sao vàng, cái tên nào mà yêu mến cờ đỏ sao vàng, là mình biết đây là cái thằng phản quốc, là cần phải trừng trị. Chứ bây giờ cộng sản quốc gia mình đâu có thấy nó là cái gì đâu, nó đâu có lằn ranh gì để mà mình thấy đâu, mà nó yêu vậy là Hồ Chí Minh, là mình thấy là nó phản quốc rồi. Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu, mình phải dập ra lằn ranh rồi. Mà chỉ có cái phản quốc đó nó mới làm cho người dân căm phẫn. Tại vì Hồ Chí Minh đã từng gọi là kêu Phạm Văn Đồng ký giao Trường Sa và Hoàng Sa cho giặc Tàu, thì đó là cũng là hành động phản quốc rồi, là từ Hồ Chí Minh rồi. Tất cả những cái hành động đó mà TV chia sẻ với anh chị em đó là quý anh chị em sẽ thấy rất là rõ, rất là rõ đâu là bộ phản quốc, nhớ đánh đập dân, giam cầm dân, rồi nằm ở trong đảng, rồi nằm ở trong mặt trận tổ quốc nữa. Mặt trận tổ quốc là chúng ta nói dài với đảng, rồi đoàn thanh niên gọi là Hồ Chí Minh nữa. Chúng ta phải biết đó là những cái chi nhánh nó thuộc về đảng, là bộ phản quốc hết. Chúng ta phải khẳng định như vậy. Đang mà chúng ta tạo nên một cái làn sóng gọi là để cho người ta chọn là anh đứng về phía phía nào. Anh đứng về phía dân thì anh được sống, mà anh đứng về bọn cầm quyền là anh chỉ chết thôi. Phải tạo nên một 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 cái phong trào như vậy. Và mỗi người dân hiện tại đó, làm sao mỗi người dân phải có một cái tiếng nói cho đồng bào trong nước. Mỗi người dân là một cái đài phát thanh, một đài phát thanh giống như TV đang nói với anh chị em đó, là một đài phát thanh nửa tiếng, một đài phát thanh một tiếng. Nên thì mình biết rằng là nếu mà nhiều người á, thì nó rất là quan trọng. Một mình TV thì chả có gì là phải quan trọng đó, tại vì cái tiếng nói mình phổ biến không có xa, tiếng nói mình không có hàng triệu người nghe được. Thành ra mình phải nhân rộng ra, mình phải khuyến khích rất là nhiều anh em gọi là sẵn sàng gọi là livestream để mà tố cáo những cái tội ác của cộng sản, thì mình mới thắng được cái bọn cộng sản này. Và mình phải quy kết là nó mang cái tội phản quốc, không có đường gì mà chối hết đó. Anh đánh người yêu nước thì anh là ai? Anh đánh người yêu nước đang biểu tình là anh là ai? Anh là phản quốc. Anh là phản quốc là áp dụng chính sách kế sách là ba sạch. Ba sạch của chị Lisa đó. Không phải là lúc nào cũng tụi vi hỗ trợ cái điều đó, mà trong cái thời điểm này nên hỗ trợ cái điều đó. Chúng ta chịu không nổi nữa rồi. Nó dùng nó đàn áp chúng ta, nó đánh đập chúng ta, nó cắt cổ chúng ta như vậy, làm sao chúng ta chịu đựng được? Rồi nó đầu đập cả cái vùng biển, rồi nó đầu đập cả sông ngòi ao hồ, nó bây giờ chúng ta không biết ăn cái gì nữa. Khổ như vậy đó. Thì làm sao mà chúng ta gọi là xuôi tai được?
chúng ta cần phải có sự tự vệ chứ. Chúng ta đi biểu tình mà nó đánh đập chúng ta là chúng ta có cái quyền tự vệ. Và khi mà chúng ta suy nghĩ trong cái đầu của mình nói là bọn phản quốc là phải ra tay trừng trị, không có thương tiếc. Sự thật thì nó làm quá đi, chứ mình đâu có muốn cái gì đâu. Mình chỉ muốn nó biết đây là những cái tội ác của nó đã gây ra từ trong quá khứ tới bây giờ rồi, thì bỏ cái quyền hành đó đi, trở về với dân tộc, trở về với chánh nghĩa, rồi thay đổi cái thể chế thành một cái thể chế dân chủ, rồi người dân được có quyền bầu chọn nên cái người đại diện cho mình, rồi tạo nên một cái hệ thống gọi là tam quyền phân lập. Tam quyền phân lập là ba cái chi nhánh đó nó độc lập hoàn toàn với nhau, không có mà chi nhánh này mà ăn hiếp chi nhánh kia được. Thì trong đó có nền tư pháp này, có nền lập pháp và hành pháp đấy. Tư pháp, lập pháp, hành pháp, ba cái nó không có, mỗi cái nó có quyền hạn riêng biệt, không có ai mà lấn quyền ai hết. Còn đằng này nói thiệt, cái bọn cộng sản là nó không có công bằng, bởi vì nó làm những cái oan sai nhiều lắm. Hỡi tòa án là cũng đảng nè, hiểu không? Rồi lập pháp là cũng toàn là người trong đảng không à? Rồi hành pháp thì công an cũng là toàn người trong đảng không à? Thành ra nó binh nhau rồi nó hè nhau, nó đè đầu cởi cổ người dân mình, thành ra người dân mình khổ đến bây giờ. Mà mình muốn vùng lên á thì mình phải quy cho nó có cái tội phản quốc, cái tội đó nó rất là nặng. Và khi mình biết nó phản quốc rồi đó là mình hành xử không có nhân nhượng. Nhất là những người có uy quyền, những người mà đang cầm quyền là giống như là Nguyễn Phú Trọng, hoặc là Nguyễn Xuân Phúc, hoặc là Trần Đại Quang, hoặc là Nguyễn Thị Kim Ngân. Những cái người đó mình phải thẳng tay trừng trị cái tội phản quốc của nó. Nói nó cộng sản, nó nói ta đâu còn cộng sản nữa đâu. Ta làm kinh tế thị trường mà, nó chạy tội nó rất là dễ. Nói nó cộng sản, nó không chịu, nó bỏ cộng sản rồi. Lúc nào nó ra thế giới, nó cũng nói rằng là ta là nền kinh tế tư bản thật sự rồi, để mà xin viện trợ của thế giới. Chứ nó bỏ cộng sản rồi. Nhưng mà cái khốn nạn của nó là cái đảng cộng sản, cái tên nó vẫn còn nằm nữa, để mà nó tiếp tục cai trị người dân. Mà thế giới không làm gì được hết. Thế giới là hiểu lầm nữa. Thế giới là hiểu lầm. Giống như ông Bộ trưởng Ngoại giao mà ông John Kerry đó, ông nói là tụi này nó hết cộng sản rồi. Nó cũng không đúng. Nếu mà nó nói hết cộng sản cũng không đúng, tại vì cái đảng cộng sản nó còn nằm nữa đó. Ông John Kerry đừng có thơ ngây như vậy. Hết cộng sản là khi nào phải giải tán cái đảng cộng sản, nó hết cộng sản. Còn cái đảng cộng sản đó là nó vẫn còn lại là cộng sản. Nói nó cộng sản cũng được, mà nói nó phản quốc cũng được. Nhưng mà phải nói nó có phản quốc để nó nặng hơn, cái tội nó nặng hơn, cái tội nó mới. Tội phản quốc ở trong ứng pháp là tử hình mà. Tội hiến pháp là tử hình. Thành ra nói nó cộng sản nhẹ lắm, tội nó nhẹ lắm. Mà nó cứ nói là nó không cộng sản, nó là dùng kinh tế thị trường, rồi nói là đâu còn vô sản chân chính nữa đâu. Thành ra mình nói nó cộng sản không được, nhưng mà nó cứ bám vào cái tên Đảng Cộng sản Việt Nam, cái bám vào cái tên Đảng Cộng sản Việt Nam để mà cai trị cái đất nước này. Thành ra TV nhiều lần TV nói đó, khi mà anh còn sử dụng cái tên Đảng Cộng sản Việt Nam đó thì tôi có thể chỉ mặt vào bất cứ đảng viên nào, tôi nói anh là người vô liêm sỉ.
tại vì anh treo đầu dê và anh mà anh bán thịt chó, anh hết cộng sản thì cho ra hết cộng sản chứ không phải, đúng là treo đầu dê bán thịt chó vô lương sĩ. Vạch ra cái ranh ranh gọi là giữa người yêu nước và người phản quốc, thì chúng ta thấy rằng là tất cả những người đấu tranh đó nó được nâng cao lên, và đúng như vậy, nó được nâng cao lên là đó là những người đấu tranh là những người yêu nước, còn những người kia là phản bội tổ quốc. Và chúng ta thấy kẻ thù ngay là khi mà nghe đến cái chữ phản bội tổ quốc là chúng ta phải phải tiêu diệt rồi, tại cái tội đó là tội nặng nhất. Thì đó, sự thật đó thì quý anh chị em nó muốn giữ cái làn ranh quốc cộng cũng được, không sao. TV thì nói như vậy để mà có cái cơ sở mình làm mạnh thêm thôi, chứ sự thật anh nghĩ rằng quốc cộng mà tốt có thì mình nghĩ là mình tạo cái làn ranh quốc cộng để mình đánh bằng cộng sản đấy cho đây mà nó tốt có thì cứ áp dụng. Còn cá nhân TV 256 thì muốn thay đổi cái làn ranh đó, là làn ranh giữa người yêu nước và những người phản quốc, thì chúng ta đánh rất là dễ. Bây giờ thì 37 phút là TV nghĩ là dừng lại được rồi. TV mong muốn những cái bài mà nói chuyện của mình nó trong vòng 40 phút thôi. Mà nhiều khi TV nói một hơi rồi say sưa rồi, lúc nào nó cũng hơn như là một tiếng mấy hết. Thành ra mình phổ biến mình bị trở ngại, nó dài quá, người ta nó mất cái hay rồi. Thành ra mong quý anh chị em thông cảm nha. Và nói thật là TV có được cái video camera mới rồi, bây giờ hình ảnh nó rõ rồi, thành ra hy vọng rằng TV 256 đến với quý anh chị em mỗi ngày. Quý anh chị em ráng rồi là nhưng mà sự thật đó, khi mà TV 256 mà trình bày với quý anh chị em đó, gần như là người ta không biết, người ta hình như không có vào coi. Chắc là tại vì TV đã bị cái trở ngại về hình ảnh đó, và hoặc là mình nói dở quá, thành ra người ta không có đến. Thành ra mình nói thiệt thì mình rất là kiên nhẫn, mình tìm những tất cả mọi cái khuyết điểm của mình để mình ráng mình làm cho cái video clip nó đẹp hơn. Nhưng mà về cái phong á, TV gần như sửa đổi không được, tại vì cái máy này đó mà TV mua đi chỗ khác đó thì thấy nó không được, thành ra phải chịu thôi, đúng không? Kênh đó là thấy có cái hai cái nón thì mấy tùm lum, còn cái TV này đó, cái TV này là cổ lỗ sĩ, là mấy chục năm rồi chưa bao giờ dùng hết đó, mấy chục năm không có đụng đến, mà không biết bỏ ở đâu nữa, chứ bây giờ đâu coi cái tivi nữa đâu. Ok, rồi xin mến chào quý anh chị em nha. Rồi, tivi xin mến chào.